anh có vợ rồi à? Đạo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chứ nhận ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu tại sao anh mang vậy, rồi em bị mất duyên sao? Cái ảnh mới nói một câu là nếu mà em mất duyên của em anh sẽ gánh. Xong phải đưa con lên nhà. Sao? Là em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Hay là lãng mạn. Lãng mạn thì không, đến cái việc mà cầu hôn con phải chỉ luôn á. Phải không? Tôi chưa làm bao giờ mà chú. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai vợ chồng giống như mẫu nam mẫu nữ vậy. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thì con tên là Nguyễn Duy Thắng và con năm nay là 30 tuổi. Ngành nghề kinh doanh là con đang làm độ xe hơi. Bây giờ mời con. Dạ, con là Lê Thị Diễm My. Tuổi con thì bằng chồng con. Công việc của con thì là diễn viên và người mẫu tự do. Hèn gì nãy con bước Diễm ra My. Cô nói là sao giống mẫu nam mẫu nữ quá là vậy đó. Diễm My trước giờ là tham gia đóng phim gì rồi? Năm 2019 thì con có đóng phim Tiệm Ăn Gì Ghẻ và phim Hoa Trong Bão của chú Đôn. Chú Trần Ánh Đôn á. Trước đấy là con làm người mẫu. Thôi bây giờ kể cho chú nghe coi lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào. Con thì con làm ở trong cái ngành xe hơi này cũng tương đối lâu rồi. Con cũng có một cái brand thương hiệu mới về. Vợ con trước đó là có một cái album ảnh về xe hơi trước đó rồi. Thì con thấy khá là ấn tượng với cả cái album hình đó. Và do đó là con có một cái ý tưởng là tại sao mà mình không book cô ấy chụp cho bên sản phẩm của mình. Đúng rồi. Bởi vì tại thời điểm đó là vợ con nói chung là tương đối là có sức hút nổi tiếng ở trong cái ngành xe về cả xe hơi lẫn cả mô tô luôn. Qua một người anh giới thiệu thì con đã liên hệ được với cả vợ con bây giờ. Rồi bây giờ chú muốn biết là cái lần đầu tiên mà con gặp vợ con ở ngoài đó, chạm mặt vợ, nhìn thấy vợ con như thế nào? Lần đấy thì lại là một lần vô tình nữa, không có hẹn trước. Nhưng mà con đã ra ngoài Hà Nội và con công tác ngoài đó. Tại thời điểm đó là vợ con cũng bay ra cùng. Thì công việc của hai đứa là lúc đó là chưa liên quan đến nhau hết. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại Hà Nội. Và lần cà phê đầu tiên cũng ở ngoài đó. Và sau cái đó lần chưa... là chụp hình là lần sau đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là lần đó gặp rồi mới thích. Không, book rồi đúng không? Dạ không, chưa, không. Lúc đó book chưa. Book là sau. Chưa luôn. Lần gặp Hà Nội là book con rồi. Nhưng mà lại bị hủy kèo. Cái lần đầu tiên book con xong hẹn. Xong rồi bắt đầu là đầy hủy. Bảo là đợt này không chụp được nữa rồi. Đợt đó con đã thấy quế quế rồi. Quế quế rồi. Xong bắt đầu cái cũng xin lỗi con rồi hủy con tới hai lần rồi. Xong cái lúc mà ra Hà Nội kia con thấy ông này đang ngoài đấy, con mới thấy ổng comment vô. Xong cái con mới chủ động nhắn tin là kêu anh đang Hà Nội hả, cà phê không? Xong bắt đầu ra cà phê thì sau khi mà gặp mặt, hai đứa gặp mặt nhau rồi, thực chất là con ở trong nghề mà tiếp xúc người mẫu này kia, trai xấu muối đầy ra này kia, trai đẹp này kia, nên khi mà gặp ổng thì con nói chung là không có một ấn tượng gì. Bình thường lắm. Dạ. Không ấn tượng gì. Con nghĩ là lúc đấy là ông này là bút mình ấy, thì bây giờ mình có cái dịp thì mình gặp thì xem thử như thế nào, tính tình ra sao. Công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đấy con chỉ nghĩ tới công việc thôi. Sau khi về Sài Gòn thì thêm một buổi gặp là đi ăn. Chỉ có anh này là động thái là thả thính rồi tán tỉnh này kia thôi. Còn con thì lúc đấy con thấy bình thường lắm. Có nghĩa là con đã thích bé My này rồi đúng không? Thực ra thì có cảm tình thôi chứ chứ lúc em là chưa thích hẳn. Chưa gặp cảm tình sao thả thính người ta? Dạ, thấy xinh thì cứ thả thính thôi. Dính thì dính mà không dính thì thôi. Nhưng mà lúc đó tình trạng của em như thế nào? Độc thân hay là lúc đấy thì... đã có một ai đó rồi? Tại thời điểm đó thì là con độc thân chú ạ. Còn My thì sao? Dạ, con cũng độc thân luôn. Thì con nhớ là có một lần đi sinh nhật cái anh mà chụp hình luôn. Là ảnh mới đưa con về. Thì trên xe taxi ấy, con mới thấy là ảnh mang chiếc nhẫn kim tiền ở ngón nhẫn cưới. Con mới bảo, anh có vợ rồi à? Đạo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chiếc nhẫn ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu, tại sao anh mang vậy, rồi em bị mất duyên sao? Cái ảnh mới nói một câu là nếu mà em mất duyên của em anh sẽ gánh. Xong phải đưa con lên nhà. Xong bắt đầu là sáp lại với nhau. Nhưng mà con đẩy ra, con không cho vô nhà. Ngày lúc đó con thấy nó nhanh quá. Bắt đầu cái qua em sau con nhắn tin là ông trả chứng nhận lại mà không chịu, kêu em giữ đó đi. Sau cái đấy là hơn một năm mấy trời hai đứa con không có liên lạc gì luôn.
kỳ vậy? Tại vì ông này cứ tiến tới cái xong thấy con im có lại không tiến tới nữa. Xong bắt đầu là ảnh là có mối tình khác, con cũng quen một mối tình khác. Cái lúc mà đưa con về nhà thì sắp tới là sao? Ông sướng vô ông cưỡng hôn có xin phép không hay là không, lúc luôn. Đó thì không có phép tắc gì luôn chú ạ. Hai đứa là cũng có một chút men trong người, thành ra là nó cũng hơi làm liều. Nhưng mà nhưng bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Nhưng mà cuối cùng thì cái bộ ảnh mà con chụp cho anh Thắng là vẫn thực hiện ra. Tiền bạc thanh toán đầy đủ. Dạ đúng. Song phẳng. Không ai nợ ai. Cái bộ ảnh đó là trước khi là cái đêm mà ảnh sáng tới hay sao? Dạ không sau ạ. Vậy gặp lại chụp ảnh chắc tại lúc này con bình thường lắm tại nhưng vì... mà anh Thắng anh sượng sượng không con ông này lẻo mép lắm chú không biết ngại đâu. Ban đầu bút con ấy là con cũng nói trước cái giá tiền nó trong 4 tiếng thôi, cô biết kéo thành ra 8 tiếng. Xong con chỉ nhận lại một câu anh xin lỗi rồi cười trừ vậy thôi. Nó tính overtime chứ không trả tiền thêm luôn. Chắc gì vậy mà chia tay chứ cũng phải là vụ sát. Dễ sợ quá. Dễ sợ quá mặt dễ sợ chứ. Ái quá mà. Trời ơi 4 tiếng đồng hồ mà gấp đôi lên mà. Ít nhất phải trả cho người ta phân nửa chứ đúng không? Nên quạo để bụng đó. Cô hiểu cảm giác đó rồi. Có nghĩa là đi đưa người ta lên nhà, lên phòng xong rồi sấn tùm bi tùm bà. Nó này xô ra nữa, nó không cho sấn. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Phải rồi, lần thứ hai quê chứ, đẹp trai ông chủ rồi. Ông chủ mang xe nữa, trời ơi. Vì quê quá cho nên là cái hôm chụp hình cố tình kéo ra 8 tiếng cho mày biết. Xong rồi làm bộ xin lỗi. Còn bé này đã quê một lần không cho xứng rồi, đã vậy rồi đã ghét rồi, 4 tiếng nữa, 4 tiếng không trả thêm đồng nào, bình nghỉ cho rồi con. Đi. Hôm đấy là con cũng vẫn đưa về nữa. Có xứng nữa không? Dạ không. Vì sao mà chia tay rồi sắp lại với nhau? Một ngày đẹp trời thì con cũng vô tình nữa, con gọi vợ con đi ăn thôi. Không, cũng không đẹp lắm đâu nha, bữa đó trời mưa nhá. Thì cũng không có, lúc đấy hiện tại bây giờ đến cái thời điểm đó là cũng vẫn chưa có ý định gì cả. Chỉ đơn giản là hai đứa bây giờ cũng chưa có, bây giờ là không có ai nữa rồi. Thì thôi rủ nhau đi ăn vậy thôi. Ăn xong thì cũng có uống rượu, cũng có chút là... men này kia thứ. Rồi có đưa về nữa không? Thì sao con lại đưa về? Tức là lại vẫn kịch bản năm xưa nhưng mà lần này là con quyết định đi sâu hơn. Lại sấn luôn. Là sấn tới. Cổ đẩy ra là vẫn sấn tới nữa. Lần này là hết đẩy rồi. Em cái kịch tính nó twist ở cái chỗ mà lần thứ hai là không đẩy ra. Cái lần này là không đẩy ra nữa. Thế xong rồi là sau tối ngày hôm đấy thì hai đứa là chính thức là đi lại bên qua lại với nhau. Hai đó là của nhau, nhau đó. Rồi đó. Là chính xác. Là em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Tại vì cái bữa tối đấy anh gặp xong cái ảnh mới bảo là cái lần đầu tiên mà anh đưa em lên nhà mình làm gì không? Con bảo là làm gì là làm gì? Ông ra xong tôi đẩy em ra làm gì? Cái em muốn làm gì tí em cho anh đưa lên nhà đi. Anh em sẽ nhớ đấy xong đưa lên nhà. Hay quá ông già, hay quá. Ai về đợt này chắc có lẽ là con uống nhiều quá cho nên con không còn sức để mà khống chế, cho nên cuối cùng là con phải kéo ông vô luôn đúng không? Hôm đấy còn mạnh bạo lắm là uống thay cả con luôn. Chưa bao giờ con thấy vợ con lại uống nhiều như thế. Có thể là con nghĩ ở có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó uống hơi nhiều một chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Chứ bây giờ như vậy xong đi về đêm hôm như nào thì con cũng lo nữa. Sao được, đúng rồi, không được, không được, không được. Ủa em có một cái tâm nó lớn vô cùng. Đưa vô phòng rồi xong con vẫn còn đi tìm chậu, sợ là tối ói lại kia thứ. Về xong nhắn tin bảo là đấy, em nhớ chưa? Còn khẽ ra. Em nhớ chưa? Xong lúc đó thật sự luôn mà nói thì là chưa có tình cảm nhiều đâu. Sau thì khi tụi con đi chơi đầu tiên là đi ra Bắc. Con nghĩ là một ngày mình sẽ lấy chồng Bắc. Tại vì con là người Đà Nẵng. Con lại ở Sài Gòn. Nói chung là mình cứ nghe là người Bắc khó, rồi gia đình người Bắc cũng gia trưởng, rồi mẹ chồng nàng dâu người Bắc rất là khó. Không nghĩ là lại dính cái anh này. Nhưng mà được cái là... Đúng rồi. Ông bà mình nói không bao giờ sai con à. Không bao giờ sai được. Con ra ngoài Bắc con cũng đã gặp mẹ. Thì mẹ cũng bảo là mẹ cũng đánh giá tốt về con. Bảo là cũng thích con. Khi mà tiếp xúc mẹ rồi thì con mới thấy được là thì ra là mẹ không phải như người ta nói. Dạ đúng rồi. Mẹ rất là thoáng, dễ chịu này kia kiểu. Và mẹ cũng đã từng hoạt động nghệ thuật. Thực chất là con là người mẫu. Có khoảng thời gian là con làm người mẫu sexy. Nên là con cũng sợ vì thành kiến.
Nhưng mà khi tiếp xúc mẹ rồi thì thấy mẹ rất là dễ thương, mẹ rất là hiểu, hiểu cho công việc này kia. Kiểu gia đình con thì khi dẫn ông này về thì kêu là thấy thằng Thắng dễ thương này kia kiểu, và thích hai đứa. Thứ nhất là đều là không có ba, tụi con là đều không có ba từ nhỏ rồi, cũng là từ nhỏ tự lập lớn lên, nên là những trải qua những cái khó khăn cuộc sống này kia là hai đứa đã trải qua, nên khi mà tụi con mới đồng cảm để đến với nhau. Nhưng mà là hai đứa là có sống chung với nhau trước khi kết hôn? Dạ có. Thời gian đó sau bao lâu thì tụi con về sống chung với nhau? Dạ sau 2 tháng sống với nhau, sau đấy thì khoảng thời gian thì tụi con mới quyết định là tiến tới kết hôn. Trong nửa năm là đã quyết định cưới rồi. Coi như là lấy nhau được bao lâu rồi con? Dạ được đúng kiểu vợ chồng son là mới có nửa năm á cô. Mới đây rồi đúng không? Dạ. À là có em bé chưa con? Dạ chưa. Chưa có. Là được rồi. Mới có 5-6 tháng thôi đúng không? 5-6 tháng. Vậy mà thì làm nhưng sao? Nhưng mà trước đó đã quen nhau mấy tháng đâu rồi. Ăn thua gì? Sống với nhau rồi bắt đầu mới là va chạm, bắt đầu mới lòi ra những cái gọi là những cái mà sâu đó chị. Vỡ oà ra. Dạ. Vỡ mộng. Đó đâu thì kể cho vỡ mộng gì nè. Nói chứ vỡ mộng thì con chưa cũng chưa vỡ mộng cái gì cả. Đó, nhưng bị mà liếc một cái nó nín liền. Trời ơi nó mới rất là hồ hởi đó. Con vỡ mộng liếc một cái là thôi. Liếc cái nhòe cái thôi. Thôi. Còn rẽ sang hướng khác liền. Dạ. Đi ngủ là hay nghiến răng. À vậy đó. Thì phải nghiến răng thì đắm hôm con ngủ bên cạnh con thì con hay thức muộn lắm. Thì nó cũng nghiến răng thì con cũng sợ là cắn vào lưỡi này kia thứ nào, con cứ phải giữ cái miệng lại. Giữ có giữ không? Có chứ, định vị mình phải định vị lại ngay, không cho nghiến nữa. Nghiến dữ lắm à. Cũng giữ thì không giữ nhưng mà nó cũng hơi nghe cảm giác nó hơi nguy hiểm. Bảo con không phải là nghiến thường xuyên, tức là thỉnh thoảng bị thôi. Tức đó. Tức ai mà không có xả đó. Được hay là mơ con đi bên nhỏ nào đó như nào đó thì đó, lại kiểu đó đó. Ghen vậy. Trong mơ đó con đó. Ghen trong mơ đó. Nhưng mà cái nghiến răng đó là cái mà người ta không có kiểm soát được. Dạ đúng rồi, nói chung là tật xấu thì cũng hơi nhỏ thôi chứ không có gì to tát cả. Nhất là hay nhăn nhó, hay bị cái cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều khi bực tức cái gì là cũng bực cáu cả con theo, giống kiểu giận cá chấm thớt này kia cứ như vậy. Hay nói nhiều, cảm giảm, nói nhiều nói đi nó lại nói miết luôn. Xong rồi nói bao giờ cái câu chuyện nó chấm dứt thì thôi. Còn gì nữa không? Hay hết rồi. Đó chỉ có vậy thôi ạ. Rồi bây giờ tới con đó mày. Trước đây thì gặp ổng thì thấy ổng cũng hiền lành, vui tính này kia, nhưng bắt đầu về ở chung rồi thì cũng con thấy không có một sự quyết đoán. Kiểu đồng ý là ổng bảo suốt ngày chồng không quan tâm đâu, chồng nghĩ theo cái tích cực. Nhưng mà không phải vấn đề nào mình cũng chịu thiệt cho mình để mình nghĩ việc tích cực hết. Đấy thành ra là khi mà ổng thấy ổng chịu thiệt vậy thì con lại không chấp nhận được. Nên suốt ngày con cứ cầm rầm này kia nói, nhưng mà con nói là để cho hiểu, nhưng mà nói cũng không hiểu. Nên buộc con phải nói nhiều. Đấy còn tật xấu thì như con nói, ngủ trời ơi, ôm con giống như ôm một con gấu ôm vậy đó. Tính con thì thực sự không thích mà ngủ mà gác. Đồng ý là con cũng muốn ôm nhưng mà ôm nhẹ nhàng thôi. Trời ông này ôm kiểu giống như là con là con cứ ôm á, ôm mà xiết này kia kiểu mà con khó thở bực luôn á. Quá đó, kiểu là sợ là đi đâu mất. Ủa nhưng mà thường là con ngủ sau mi mà. Con ngủ sau nhưng mà con ngủ lúc thì đấy con ngủ trước sau, ngủ là coi như lên là ôm luôn vậy đó. Thì con ngủ trước thì nên là con ta nửa đêm con bị thức dậy. Người ta định vị vậy thì nó mới là giống gối ôm em hiểu không? Rồi sau này có lãng mạn không nè? Đó hay là lãng mạn thì không. Đến cái việc mà cầu hôn con phải chỉ luôn á. Phải không? Con chưa làm bao giờ mà chú. Cái đám cưới của tụi con làm từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn lao luôn. Tất cả mọi thứ con đều lên ý tưởng. Con lên hết tất cả từ cái việc quay phim, chụp hình đến cái lễ gia tiên rồi con làm hết. Nên là cưới rồi trang trí hình cưới là con làm hết. Có vợ giỏi mà đúng không? Có vợ, tại vì vợ con làm trong trước đó đã từng làm trong cái lĩnh vực cưới cũng mấy năm rồi nên vợ con nhiều kinh nghiệm hơn. Hồi con xưa thì con chưa cưới bao giờ, con cưới lần đầu nên là kiểu lần đầu làm chuyện ấy nên là không có kinh nghiệm, mọi thứ không có cái gì hết. Tại vì á, hai đứa con mà đều có ý tưởng là dễ gây lộn lắm. Đúng rồi. Chẳng thà cứ để một người, đúng rồi, một người làm rồi. Xong người kia theo. Đúng. Bây giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Chung thì con chỉ mong muốn là ảnh có một sự quyết đoán hơn, nhận rõ được người nào tốt, người nào xấu. Hay là thấy người ta xấu rồi, biết người ta xấu rồi thì phải né ra, chứ không phải là cứ lúc nào cũng cả nể anh em ấy cô. Bị cả nể quá. Dạ đúng rồi, ổng cứ bị cả nể quá, con không thích điều đó. Nhưng mà con đã bị cái tác hại của cái cả nể chưa? Ví dụ như con đã lãnh một cái bài học nào chưa?
về cái tính cả nể của mình á. Thực ra thì trong mối quan hệ của con với bạn bè anh em, hậu quả thì con chưa có, nhưng mà nó khiến cho cái câu chuyện nó đi xa hơn bình thường. Nó đi ra, đúng ra là nó sẽ kết thúc ở đó rồi, nhưng mà bởi vì là con cả nể cái vấn đề đó nên là con sẽ đưa câu chuyện nó sẽ diễn ra, nó thời gian nó sẽ bị lâu hơn, nó mới kết thúc. Thật ra nó cũng không có thiệt hại gì, nó không có thiệt hại gì. Bởi vì ta nói là cái tính đàn ông nó là như vậy. Đi chơi với bạn đôi khi biết bạn nó xấu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như nó không dẫn đến một cái tác hại gì nó quá ghê gớm thì vẫn giữ một cái mối quan hệ. Thật đúng rồi đó, chú Bin nói đúng á. Con biết không, ở cuộc đời này á, có những cái tuýp người đàn ông á, họ cái kiểu họ làm tứ hải giai huynh đệ. Cái trước mắt thì mình thấy là họ mất, nhưng mà cái lâu dài sau này họ được họ được cái nhiều lắm á. Đó, cho nên rằng con cứ yên tâm. Con là dân kinh doanh nên là anh em bạn bè con rất là nhiều. Đúng mà vậy. Con hầu như con đi tỉnh nào cũng có bạn hết ấy. Mỗi người một cái tính cách khác nhau, thì với mỗi người thì mình sẽ có một cái cách cư xử, một cái cách đúng chơi vậy. Nó khác. Yên tâm đi nha. Rồi, cố gắng đi nha, mới có 5 tháng. Dạ. Thực ra đang khám phá tìm hiểu nhau. Đây là cái thời gian mà hai bạn phải tận hưởng, phải khám phá thật nhiều trong cuộc sống nha. Rồi bắt đầu lên kế hoạch co baby. Tận hưởng hết đi. Có những cặp vợ chồng mới cưới nhau cái qua tháng sau, hai tháng sau có nó có bầu cái không có tận hưởng được gì hết rồi. Bắt đầu lại vùi đầu vào cơm áo gạo tiền con cái. Nghiệp lắm luôn á, có những trận tội. Đi chơi, hưởng thụ nha. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, người ta nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện xảy ra. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại, thấy hai đứa ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? Thì mới nghĩ chết rồi. Dạ. Thì em đang làm việc. Có bầu anh ơi. Chị giỡn hoài làm sao có bầu được. Mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú, năm nay em 33 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu hơn 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Lần đầu tiên. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8,5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng. Tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em. Làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa. Là 10 giờ rưỡi em vô ca. Nên là tính rủ vợ em đi xem là 9 giờ bắn tới khoảng 9 giờ 15 hay 9 rưỡi là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết. Mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi, hâm he em, nói là mày nha,
coi chừng là bốc lịch chết luôn đó. Em nói dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1 giờ mấy 2 giờ. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong cái xe em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là đi lên không? Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không. Lớp 8,5. Lớp 8. Sắp là lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Chắc chắn nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm, là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng không tới nổi. Cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Dạ, khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Okay, nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Dạ. Em mà lúc mà nhắm mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là ê, dã man ngay cùng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên cô tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, người ta nói vài chai rượu. Cái điểm không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện nó xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu có sao đâu. Rượu gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu, ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy biết? Trời, chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ, thì em cũng tè le luôn anh ơi. Trời, tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra ta còn biết có bị gì không. Còn dạ, ông kiểm tra không biết cái gì. Trời, em nói anh nghe, giả sử như anh 6 giờ, 12 giờ. Còn em là ví dụ như là lên 12 giờ, lên xuống 6 giờ, xuống hoài, không lên được. Trời đất ơi. Đủ cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoảng loạn. Hoang mang lắm. Tôi cũng sợ, chị cũng hoang mang. Tại vì là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á. Nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh rồi. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn trời một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn, tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó sinh nữa không? Dạ không. Đi một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Rồi cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Và về với sự chứng kiến của em là vợ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng cho cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, chỉ có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải phi. Không, tới tháng vẫn có luôn chị. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không ngán gì luôn. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao này thấy mập mập
mà sao phải ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ, nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung với mẹ em không biết luôn. Tại vì không có biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em không có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ, có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm không nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3 kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn, dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc ra nha. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à. Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm dạ. nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên chứ cả đời luôn đó. Em cứ ra em dò đầu bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi à, con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm tâm lý. Dạ mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới giày rồi thôi cưới đi, giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ phải nói cho gia đình hai bên biết. Lúc luôn lúc đó phản ứng của gia đình hai bên, gia đình bên em thì má em không chịu, còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó. Sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì một hồi ba bỏ đi. Thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là từ bụng nó lớn nhanh bụng như hổi. Nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho bác hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này. Đặc biệt là giống như là khi
tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của xếp đặt đó. Của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể, khi mà chú rể nói ra thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ, Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc, Vân sẽ rất là quý nó, bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi, yeah. Quay trở lại một cái format nó quen thuộc, nó là dập mặt nhau đó, yeah. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút nè đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi đúng không? Thì anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộn, ở dơ cực kỳ luôn. Trời ơi, không dơ đâu. Tối ngày nào cũng kêu anh đi đánh răng rồi đi ngủ, rồi xong vô đánh răng cái hàng hồi em anh đi xuống dưới lầu anh uống nước rồi anh lên nha, là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai, em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu á, và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn, là bài ra còn nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa, bừa bãi đó, bừa gọi là bừa bộn. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mấy lần câu anh đi ăn đó không? Đi liền, rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon, nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Cái này lạ kỳ vậy ta, mày có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm, ọ cái hết trơn. Có gì nữa không? Có nhiều đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết, chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay chọt vô đây, đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy, em hỏi gì trời vậy ơi, em? Còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Rất là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10 giờ rưỡi đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm, hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng, làm đâu có nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10 rưỡi. Tú 10 rưỡi. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu, cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên, rồi ôm em ngủ đâu có được đâu. Phải hoạt động. Dạ đúng rồi, lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ, bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng xâm nhung bổ thận nè. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này, em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé, anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé,
anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô luôn đi, là lấy là không được. Dạ. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè. Chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Thì hẹn 11 giờ thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là ồ thông minh, tức là em hỏi là where are you mà em biết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu à thằng này có đầu óc. Chừng nào sang xuống 15.000 em cưới anh. À. Cái cha vô giọng quá. Dạ, nói nhưng mà vô... nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là ồ kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn, nhưng mà vô tình năm sau xuống 15.000 thì có xuống thiệt, đúng 15.000 luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Ồ, vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời hai em ngồi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, chị Quỳnh Vân và quý vị khán giả. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Hồng Thương, em 25 tuổi. Hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ, đánh golf á anh. À, golf đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó thì em mới là sinh viên vừa hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết. Và em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình ảnh lên Facebook. Và cô này vô comment, cô em biết là à, cái cô này là trong đội chung văn nghệ với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm xôi, thấy cũng đẹp cũng dễ thương. Thế là mới bắt đầu nhắn tin là quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi đừng quen nó chi mất công lắm. Hay là rồi em cũng luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không, lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là hai đứa em casting trong đội văn nghệ. Thì em đậu mà ảnh rớt cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bạn đó cũng mới chia tay rồi. Nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa. Cứ bắt kèo với anh nha. À nè, ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới, giả bộ chấp cao cao lên cho thua để cho ba ăn. Đúng rồi, đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống. Từ 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 cái rồi quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí Thiện mà. Kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. À. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là ồ thông minh, tức là em hỏi là where are you mà em biết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu à thằng này có đầu óc chứ không phải là dạng thường. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc chắc, đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm rồi. Sao? Trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không Trí Điện? Dạ nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh, còn bạn này ở quận 2. Cứ tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2. Từ quận 2 chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm, nó khoảng chừng 26-27 ngàn lít thôi. Đâu 28 ngàn mấy trăm lận, 29 nhớ. Nhưng mà bạn nó có nói đùa với một câu, đó là lúc đó là xăng đang là 28 ngàn rồi, bạn nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn em cưới anh. À. Cái cha vô giọng quá. Dạ, nhưng mà xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là ồ kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 có ngàn. Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm. Một năm sau thì tụi em cưới. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ một năm 8 tháng.
Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau, có thấy tật xấu gì lòi ra không? Nãy giờ thay đổi, đổi tính ngồi liền. Cho em kể trước đó. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau. Đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Bà này giống như bà chất chứa trong lòng của vợ hay sao? Một lần đó thì đi vô thang máy, thì ảnh mới hỏi em là: em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng với thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa: vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không, để cho anh đánh rắm. Nghĩa là rất duyên dáng, màu là... trước đón sau đó. Để mà gọi là cái tâm sinh lý đó. Dạ đúng rồi đó, có xả chó nó như vậy chị nhớ. Xả một cái. Dạ có đúng rồi, không? Dạ có xả thiệt. Trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong cái em kêu: ủa anh vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi là hết. Rồi, rồi còn gì nữa? Còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em. Ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chuyên môn bắt đầu: mẹ uống Coca không mẹ? Cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh. Mẹ em kêu: ồ thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em: anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ: mẹ không uống nữa, mẹ để im, mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em: cái con này nó đi làm mệt mỏi vậy cả ngày, có một lon Coca cũng cho nó uống, ác độc. Suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là trời em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi đó, chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình hí hửng hửng cầm hoa về đó, vợ anh có hoa cho em nè. Cái đó: trời ơi mua chi vậy, mua điện hoa mắc gần chết rồi, mua chi bất công không. Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi riết em chén không. Nhưng mua mà hoa không mua là không được đó. Dạ đúng rồi, kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh. Tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ có hoa đó. Thông minh vì mua trước là rẻ tiền. Dạ đúng rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa? Chuyện thứ hai là em không có ánh sáng nhiều lắm, còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh xong rồi cái khều khều em lại nói, em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình đó. Anh ơi, cái gì em, anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn 7 màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bụng em sao? Em cứ tưởng coi đèn 7 màu. Coi đèn 7 màu tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật xấu giống đâu, giống như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke. Đúng karaoke, quán karaoke luôn. Màu sắc luôn. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm lại một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan, tại vì anh nghĩ là anh thông minh và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều, anh hay chủ quan cho cái tính đó của anh, cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị hư. Em nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chưa, cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em đi, em thì thường hay đi ra ngoài nên em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em nói sao dùng cái đầu của Nam chim không vậy, mất tiền nữa, xài lại bôi đi. Đó, tiếc tiền đó. Vậy không, em xài dầu đầu kia. À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mà mình chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Thật cặp vợ chồng này quá son, quá trẻ, quá dễ thương, quá đáng yêu. Thôi xin chúc hai em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mãi như thế này. Rồi xin chào hai em. Cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em. Tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi.
Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất. Rồi, đó đúng thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Em mới gọi FaceTime liền, cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Quân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên gì? Dạ nhà em thì làm về xưởng giấy đó. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Dạ nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Dạ gặp nhau ở chỗ làm. Hồi đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau, nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc đầu ghét nhau. Lúc mà làm á thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó, thì em có nhắc nhở thì bạn này là lúc đó là phản ứng lại với em kiểu như là đã đi support rồi muốn làm sao làm rồi đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ. Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? Dạ mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng đó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông, em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng đúng không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm cỡ khoảng chừng tầm tháng đi, 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn dạ, trước tiên là nhìn cái vòng ba đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên rồi tương tất lắm. Xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi. Thì lúc sau là cũng chứ có điện thoại rồi nhắn tin với em á qua Zalo không à, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái là giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay? Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình thấy đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi 1 tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi á, là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì 1 tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu. Mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bị gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nha cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Thế còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn cơm vậy nữa, phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì rồi, bây giờ còn rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xíu ha? Dạ trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật.
say dạ. Nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở chỗ cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị say nắng. Kiềm chế không được. Say nắng. Say nắng ngang ngược vậy đó hả? Say nắng ngang ngược. Say nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết á. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất. Rồi, đó đúng thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng, thì em mới gọi luôn. Nói đang ở ngoài cà phê, em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp kẹt cho, anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền. Cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lượm cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu, cái bill nước của anh đâu. Cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu. Cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền. Em nói là không có cần cưới nữa. Bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy dậy á rồi con không cưới nữa. Rồi không biết mẹ nói sao với mẹ Huy á. Mẹ la, mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hên là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ. Mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình tự thể hiện, mình tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tùng trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Dạ. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi. Với lại trí nhớ không tốt với thành ra. Ví dụ như đi đường thì không biết đường. Mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó, để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó, biết đường mà đi. Thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá, chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ, chứ không có mê vợ. Mê tạ, có nghĩa là tạ tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu, đâu được là thường xuyên làm, đâu. Không được. PT là thường xuyên luôn. Chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi. Tới cái giờ phải đi rồi thì dạy em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thế là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập. Mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi. Mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập bị thì... tả em. Mà không người, biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn. Nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị Thiên Ngưng là chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Đúng. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải dúi cái đam mê đó, mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là nè em luôn. Em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết, phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, dù như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết. Giận đùng đùng cái là anh đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gây nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá thôi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là vậy nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê thì em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn đúng em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình
phải giữ sĩ diện cho chồng mình. Trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện, chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Rồi, xin chào. Thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu. Để con mừng đó. Em nói là thôi được rồi, chị mai đi em chơi số điện thoại đi. Rồi. Tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu giống trẻ con lắm. Chắc là anh bị anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bóp trả giá cho em bóp quê. Cái gì nữa? Bóp nóng tính. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Lê Xuân Hạnh. Nick em của em là Anh Cô Cười. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là em bé. Em bé. Em bé với anh Khang Cười. Em bé 22 tuổi, em Cô Cười là 31 tuổi. Vậy là anh Cô Cười dụ em bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép. Em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa. Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì sao để tao làm ai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu. Để con mừng đó. Em nói là thôi được rồi, chị mai đi em chơi số điện thoại đi. Rồi. Nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái. Con nhà giàu. Học giỏi, viết chữ bự, đúng không? Còn em á thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới, xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ là mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại thấy số lạ, xong đấy anh tên là Thành, rồi anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không, tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò cho số mà gọi, là chắc là cũng có ý định đây nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng, tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu giống trẻ con lắm. Chắc là anh bị anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà, ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoét rồi có hình con ếch nữa, thấy là cũng đẹp trai đây, ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Rồi thôi thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng á, trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện? Tức là em thấy cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 ngày là quen nhau. Xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy, chứ thường là em bé mà thì tháng là mất em bé đó, rồi đó. Cái điều đó là điều mà em phục nhất. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Mặc dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải vào trên mạng hoặc là điện thoại qua. Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống từ lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mà mùng 2 Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc hai lá sâm mà lại nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống á, em vô tình nắm tay được cô này, cảm giác nó có lắm sao ấy. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xui khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà. Dạ, nghe là yêu nhau là từ cái lá sâm đó. Vậy thì trong 1 năm các bạn trò chuyện với nhau qua mạng như vậy á, thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là bạn em bây giờ hay về nhà chơi, thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà gốc Huế giỏi nấu ăn lắm. Thôi giờ hôm nay nấu bún cua rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún ngọt. Bắt đầu là ngồi đi, trong góc khóc. Thì tới cái giờ nó cũng phải lên Skype, tại vì nó không lên thì em nghi ngờ là đi đâu thì sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút rít. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa, bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nay nói là em im đi, thôi không có thì chia tay đi,
anh đi làm bên kia anh lại vất vả hơn, căng thẳng rồi giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao? Thôi chia tay nhanh giờ không có rồi nhanh rồi, bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong màn hình á, đằng sau mấy người đó. Có mấy thằng kia, mấy người phía bên đó quá đó là cái tình huống mà em thấy là xa, cái sự xa cách vậy á, nó cản trở cái sự, ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn cũng khó, bởi vì là một năm thì mới về là quyết định là cầu hôn luôn nè. Sau khi lấy về rồi em có phát hiện được không, chồng mẹ có cái điều gì nó khác không so với lúc mà chưa lấy nhau? Nhiều lắm, anh không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà, chở rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như 2 bó 5 ngàn, anh nói thôi 2 bó 4 ngàn đi, giờ cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Định Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là 2 vợ chồng 60 ngàn. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống đi xuống chứ có gì đâu, cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho 2 vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa, là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30 ngàn, cứ nói qua nói lại. Em sợ lắm, tại vì á, là ảnh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng, cái ảnh cũng im im, chứ em lên tiếng chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á, nói là con về đây cái gì phải trả giá, mắc lắm. Đi chợ đi búa 1-2 ngàn á, trả cho vui. Quy mô mấy cái lớn rồi á thì mình không bao giờ trả, nghĩa là vui. Có nghĩa là trả cho vui, còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không là cái ta, không, đúng không? Cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui, còn cái mà tự nhiên cộc lòng không mua nữa. Anh nói là có khi nào mà trả giá mà không bị ta chửi? Dạ có, ngay sáng sớm làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn, mà cũng dám vô luôn. Dạ mua cái thùng cắt tông, đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm 2 cái thùng em thấy cũng được, bà kêu 2 thùng này là 10 ngàn nha. Rồi vậy là anh ta lại bệnh cũ 5 ngàn thôi. 5 ngàn mấy thùng? Dạ 2 thùng. Trời ơi. Tại nó một người mà nó biết tham 2 thùng. Dạ đúng rồi. Một có lỗ rồi, với lại là em thường ở nhà là em cho mấy bà chai thùng giấy cơ mà. Mà giờ tự nhiên người ta ra bán được cho đại đi, đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì thùng giấy cũng trả giá nữa hả? Thôi thôi không bán đi đâu, đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh là coi chừng là giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi, hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Em nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói hơ bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó, thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp thùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó, vậy là ông chồng chắc ông mua, tại vì giờ 10 ngàn là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em mới đi vô, xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì, em nói là mua 2 cái thùng xốp. Xong ông lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa, ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy 2 vợ chồng rồi bà ta lại thay đổi thái độ, từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nổi tức giận. Lấy cái tay vậy nè, xua đi, không có bán đâu, đi đi, không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi anh ta chở em đi về. Thực còn cái tầng nào khác nữa không? Hay nói em á, sao em lề mề quá vậy? Và em thì có cái là nhõng nhẽo, ví dụ như là đi ra đường mà thấy Hello Kitty vậy là mua hết, mà không mua là anh sao mua cho em đi, hai tay hai chân bảy bảy vậy. Rồi còn đặc biệt là lề mề, nhìn để thiện tướng mập mập rồi không có mắt rồi, làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là chuẩn bị đi ra ngoài kia ăn tối với mọi người, thôi em tắm trước đi nha, rồi ra trả trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em cho anh tắm, tưởng là ra để em mặc quần áo là đi, tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chạy đầu. Đó là về chạy đội nhưng mà đã thay đổi xin chưa thay đổi xin tức là mới sấy xong mới chạy đội. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục, em đã quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ nghĩ lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh thầy bị lạm dụng tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa sau cũng tập luôn. Tại có cái máy tập cơ bụng á, bảo thôi em nên làm vài chục cái đi rồi. Dạ, lạm dụng thể dục tại vì đâu đi làm đâu. Tôi kêu em lười tập thể dục. Nhưng mà sáng hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó, vì em đang cao rồi biết hết. Ghen với một số người bạn trẻ cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm thấy cái định vị đang ở phòng ăn thụ.
chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không, bắt đầu khóc em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Rồi rồi không phải đừng gái giống nhìn trai em nhìn ra đúng rồi em nhìn trước mà có cái nào đẹp em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp so sánh ha. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt nhiều quá. Dạ. Anh cô cười muốn vợ bớt cái gì? Nên chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó. Nhưng mà ít lại chút. Về lúc nào tâm trạng mà mình đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Có nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ, điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè. Thứ nhất là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác nó hơi nhiều. Dạ. Thứ hai, môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi. Mà hơn nữa, chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A, B, C, D, D, nó đâu rõ ràng, rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc. Thế còn á, em bé đó, em bé lại là con một nữa mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động trong môi trường đó em bé thay đổi hết rồi. Buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Dạ. Chắc chắn một điều, em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với cô cười sẽ có một bé trai giống y như là cái hai cái xăm mà bạn nhận được. Rồi, xin cảm ơn anh chị. Sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Dạ. Vui ha. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Ông kêu tháng thứ tư mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong mới bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Hai em có thể giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân, chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ, hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân. Năm nay em 29 tuổi. Wow. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Dạ. Vui ha. Cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là phòng không có chiếc phòng. Phòng không chiếc phòng. Phòng không là khác à? Phòng không là khác. Phòng không quân á, tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú đúng không? Phòng không. Còn bây giờ em đố chị khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai vợ chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ, đúng. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa gì vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau một lần. Có nghĩa là đi đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Ồ, còn bây giờ anh đoán nha, một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ, đúng rồi, quen nhau trên mạng. Ồ. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn? Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được anh ạ. Webcam chỉ một lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè. Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi. Nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Nên từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á, là
em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ nhưng mà, là nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác nó như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe. Lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ lúc đầu á là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng, thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh vậy nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao không có hiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bến xe á, là người ta cảnh báo, xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không. Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi, đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng gấp đĩa thịt gà. Sao cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, ở cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Xong cái bảo không em không sao em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Xong cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3. Ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ cho có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau không? 2 năm. 2 năm trời. Dạ. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tịch quá. Xong cái xong cái em cứ nghĩ xong cái ổng kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong mới bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng anh dầm ở rề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi trong suốt quá trình mang bầu á em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đâu đẻ. Xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ở Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. Vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui. Mà lúc đó em thấy buồn cười, là bảo ủa mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. Lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn đang 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em có hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận.
Vân chưa bao giờ nghĩ hối hận mà lần tại sau, vì... kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ có chị. Nó... vẫn lấy chú bộ đội luôn. Có cái khổ không? Có cái sướng gì? Sướng cái sướng mình lấy bộ đội làm sao? Dạ lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu như là ảnh lo hết. Anh lo từ A đến Z, đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ vẫn vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Đó, là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ, khổ thì anh đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi mà mình em. Hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ trưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ồ mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được. Đúng rồi, đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền lính rồi. Tức là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Ồ. Chắc là nó ăn ngon lắm đúng không? Dạ. Không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi. Là tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Rồi còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà, con chọc mất đầu. Trời ơi, bị hả? Không phải, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo ra ra. Mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp. Thôi chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn. Thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này thôi là sắp đứt rồi. Là sắp coi như là cái đầu là trắng bóc luôn. Không còn gặp tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi rồi bảo anh làm trò gì vậy. Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em mới bảo con ai. Tôi không đẻ, ai lấy, anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng mà đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi, là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải cứ có người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái điều. Không bao giờ nghe lộn. Bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là
ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi, đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Dạ. Kiêng, kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp. Theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ 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 của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm, và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm, đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha.